Mến chào cả nhà. Giờ mình dẫn cả nhà đi tham quan ở núi Cấm, xung quanh hồ Hải Liêm vào buổi chiều như thế nào nha. Buổi chiều ngày Tết ở trên núi Cấm, còn trong tháng Giêng coi như là còn Tết đi cả nhà. Ăn nè hả? Chưa ăn nè hả? Muốn ăn cái gì cũng được. Dạ. Bún cá trước chợ May. Hai chị đang chụp hình check-in, còn mình đi lựa món hay cho con một tô bún cá. Con bún cá có đầu không con? Con số con khỏi đầu. Chị ăn đầu không? Bắt ba ăn cái đầu. Ủa con ăn đầu không? Không. Có đầu. Dạ. Vậy là chị bốn tô bún cá với một cái đầu. Chị ăn cá 20.000. Cái đầu cá nhiêu ta để hỏi cô ạ? Trời ơi, em đi mua giúp nào. Ủa? Ủa gì? Cái này là của mẹ em chứ phải của em. Em chỉ đi bán tiếp thôi, em bán đồ chai à. Đúng. Đúng. Dạ. Ủa thấy hai đầu chứ tao muốn ba con. Ủa gì chạy? Ủa vậy em cũng bán buổi chiều luôn hả? Dạ bán đồ nướng. Trời, sáng bán cơm, chiều bán đồ nướng. Còn bạn Tiên là bán... Thiếu đi, thiếu nhiều đồ lắm quay. Rồi là vậy là bán đồ nhậu luôn đúng không? Dạ. Hay ta. Bên anh ngủ lại đây hả? Không có nào. Đúng rồi, bên anh ngủ lại đây, ngủ ở nhà trọ Kim Cúc nè. Trời gì hả? Kế bên. Bên nhậu được rồi. Có không? Có ngủ không? Có ngủ rồi qua nha. Hả? Mừng bạn Tiên ngủ mới dám qua chứ. Rồi em chủ anh đó. Chúc anh qua nhậu và ăn cá với nha. Rồi. Cỡ này sáng nào cũng thấy livestream hết nha. Ủa mà sáng thì không nghe em. Sáng đó hả? Em làm em bán quá trời bán rồi giờ em hết nói chuyện nổi. Anh vừa bán mà vừa livestream nữa. Hết cái livestream nổi luôn rồi. Có mấy sáng thì cỡ 10 giờ mấy mới xuất phát đi. Mà mới tới chiều nay hả? Ủa gì hả? Ừ. Lên bỏ em chứ. Trời giải gì, sáng cũng phải qua ăn sáng chứ. Cái này chặt chiên. Buổi chiều là bạn Tiên bán. Ủa bạn Diễm, buổi chiều là bạn Diễm bán đồ nhậu. Sáng thì khách đoàn đặt đó. Cái sớm quá rồi làm. Không kịp hả? Bên đó là mẹ Diễm. Mẹ bên đó hả? Mẹ. Ủa, nhớ lúc trước cũng có mà sao không thấy bán buổi chiều ta? Tại vì vắng quá thì em không có bán. Dù mình bán có lượng bữa nào hết bữa đó thì còn ham ham. Bán nhiều khi vắng quá rồi mà trả giá nữa. Mà đồ thì đứng lên. Còn có hai đứa là phòng số mấy vậy? Ba bơi. Dạ. Cái phòng chị á. Không có phá, em không có phá cửa. Em là khỏi phá. Giỏi quá giỏi rồi. Sáng bán cơm, chiều bán đồ nướng. Như vậy là đợt trước anh đi là không gặp là do ít khách đúng không? Ít khách. Tết giờ hay im không? Mà vậy là Tết chứ giờ chiều nào em cũng bán hả? Dạ, Tết giờ là chiều nào em cũng bán hết. Giỏi quá. Vậy là bán dài tới... Dạ. Bán dài tới tháng 8 rồi không ta? Anh nhớ là lọt qua tháng 9 rồi mới... Mà là mắt em không thấy em rồi đó. Chỉ thấy đường sáng thôi. Tại đường sáng là chính. Chị chụp hàng cá của cô bên đây. Quá ghiền nha. Cô mới đem ra trưng bày luôn nè. Đây cô mẹ của bạn Diễm với bạn Tiên bán bún cá. Rồi gặp bất ngờ luôn.
gia đình quá giỏi. Sáng thì bán đồ ăn sáng, chiều bán đồ buổi chiều uống cá. Này là cá chả chiên hả con? Ủa chả chả viên. Dạ. Đây chị ăn đi, review cho em quay. Đây là bún bún cá. Dạ chị review. Dạ, con cảm ơn cô. Đây quá ngon luôn, quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Đây là bún cá ở trên núi Cấm, ngay chỗ chợ Mây luôn. Mà đặc biệt là cái tiệm của mẹ bé Tiên luôn. Mẹ bé Tiên bé... Gửi cái đầu cá luôn. Wow, cái đầu cá nữa ha, chụp vô luôn. Chụp núi Cấm trên đỉnh núi mà đi núi mệt mà được ăn cái món súp giống như vậy nè. Được gao gác giống vậy nè là quá tuyệt vời rồi. Đào chị. Xin tấm hình. Cho chị Sang chụp hình xong là chị Sang review nha. Ừ, chị Sang review xong rồi đó. Không ăn mới review được chứ. Món này là món thích của chị nè, mà để chị coi thử nha. Nãy là chị dập là chị mê rồi, chị dậy từng rồi. Nó kêu chị từ đừng có trời. Nó kêu chị bình tĩnh lại. Đây là món cá châu đốc. Châu Đốc là cái món này là món đặc sản nha. Ai đi bún cá Châu Đốc mà ở trên núi nha. Bún cá Châu Đốc mà ở trên tỉnh núi Cấm. Ai đi thì thử một lần, nhưng mà khẩu vị thì chưa có biết được, tại vì mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau. Để chị Sang chị Will. Kim Sang. Chị Kim Sang. Ý, tên đẹp vậy, Kim Sang. Nước này đậm đà. Ngon. Đi một miếng bỏ giá vô rồi. Chị có cần thêm chấm nước mắm không? Ai thích ăn mặn thì thêm một tí nước mắm, mà ai thích ăn lạc thì là dừa. Nấu cái này làm. Cái này là khẩu vị của người miền Tây. Khẩu vị của người miền Tây thì nó thiên về phần ngọt chút xíu. Rồi, chị ăn thử một miếng cá hơi dai không? Rồi, để thử một miếng cá. Trái cây nè. Rồi, nêm thêm một miếng. Đây nè cả nhà, bạn Tiên bán đồ ăn sáng. Ăn xíu nữa lấy tiền được. Rồi, con cảm ơn cô. Ồ. Cô đem qua thêm một dĩa rau. Rau ăn thoải mái, ta kèm cái cây đó nó còn kèm với cái tay nó tặng kèm nó mà chủ không. Hộp nha. Con bà chủ không nó tặng đâu nha. Con bà chủ muốn tặng đâu phải dễ. Quá xá chị tôi. Quá xá chị tôi rồi. Thì nó cũng bình thường giống như những chỗ khác. Chị không biết được đâu. Cái này là dạ, ăn sao nói vậy. Nhưng mà nói chung là nước là ngon đúng không chị? Dạ, nước đậm đà. Nhưng mà nói trước là cái này khẩu vị của người miền Tây thì nó sẽ thiên về độ ngọt. Rồi mời cả nhà dùng bún cá buổi chiều trên đỉnh núi Cấm nha. Trước chợ Mây luôn cả nhà. Cái này mà mọi người đi vào một cái mùa mà nó hơi lạnh chút xíu á, mà có mây gì có khói á, nó lạnh chút xíu, ăn cái này là nó sảy luôn hả? Rồi mời cả nhà dùng buổi chia. Cái này gọi được gọi là cơm chiều chưa? Bún chiều. Cái này gọi là chỉ là ăn nhẹ thôi, mình còn đi khám phá vòng vòng nữa. Lát ăn nữa ha. Chưa đâu. Rồi lát là mình ăn còn đi ăn nữa. Nhiều món khác ăn ăn kiếm. Rồi mời cả nhà dùng bún cá với đại gia đình của mình nha. Cảm ơn người đẹp của tôi. Có dẹp đồ con. Chị gái tóc đẹp quá. Cảm ơn em. Tóc nó nhiều lắm á. Tóc đẹp lắm. Mãi con bà chủ hoài mà cứ mãi con bà chủ rồi lấy con bà chủ đâu bắt bún nữa làm em mới lắp em trước. Rồi sáng gặp lại. Dạ sáng gặp lại em bún chay. Đúng rồi sáng em bán bún chay, cái này em bán cho mẹ bán tiếp thôi. Dạ chị ơi mình lại ăn nha, em tặng cho chị với rau với là chị nữa hả? Cả nhà có đi lên núi Cấm mà muốn đi ăn buổi tối thì ghé trước chợ Mây ủng hộ bạn Tiên. Bạn Tiên dễ thương và bạn Diễm. Rồi anh đi nha Tiên. Dạ. Bye bye nha. Còn phía trước này là bạn Diễm.
cả nhà có ăn ở trên núi Cấm vào buổi chiều tối cả nhà, thì ghé trước chợ May nè, sẽ gặp bún cá. Bún cá thì mẹ bạn Tiên bán, còn bạn Tiên sẽ bán các cái mồi, mồi này là ăn giặt, đồ nướng và mồi nhậu luôn, quá hấp dẫn luôn. Mới xào luôn hả gì? Mọi người có ăn gì nhớ ghé đây ủng hộ bạn Diễm với bạn Kiên nha. À, đúng rồi, sáng là muốn ăn gì cũng ra rồi, cũng có bạn Diễm với bạn Tiên. Rồi anh cảm ơn nha Diễm, anh đi nha. Rồi cảm ơn anh. Đói có nhậu nhớ kêu nha. Dạ mình gọi thẳng qua đây nè, thẳng qua đây là xịt tới. Quá mát rồi. Chiều nay mát ha. Mát rồi đó. Như vậy mới là mát nè. Rồi là trải nghiệm được cảm giác trên núi rồi đúng không? Hồi trưa là nắng quá. Buổi chiều ở trên núi, đỉnh núi là rất là mát nha, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Rồi, mọi người là nên trải nghiệm buổi chiều tối ở trên đỉnh Cấm. Với sáng sớm nữa chị. Sáng sớm mà. Sáng sớm cảm giác cũng hình như là cũng chiêu chiêu mát mát giống vậy nè. Rồi sáng sớm ra đây chạy bộ luôn nè. Quan trọng là có nổi không? Chứ 6 giờ đúng không? Nghe rồi đó. 6 giờ. Đúng rồi, 6 giờ thì có cái đường hẻm đó kìa. 6 giờ thì em sẽ dẫn chị ra ăn sáng. Không, mình phải sớm nha. Sớm là mấy giờ? Sớm đi. Tính sớm nó đã. Nếu không ăn hả? Không ăn thì chị loại được không? 7 giờ mình là 7 rưỡi mình ha. Ôi, vậy là không được. Sao vậy? Tại chị phải lên trên đỉnh núi Cấm để trải nghiệm đi trong mây mới được. Lên tới đây rồi mà chị đi đợi mặt trời lên là mây đâu nữa mà chị. Mày phải thức sớm. Bây giờ bữa nào không thức sớm thì nhất là bữa nay phải thức sớm. Đúng rồi. Ở 6 giờ là mình bắt đầu xuất phát đi. Dạ. Cỡ nào cỡ cũng phải thức sớm mới được. Rồi sáng mai là mình sẽ lên đó đó nha. Ok. Lên cái trụ tháp trên đó đó. Giờ này trên đây rất là mát luôn cả nhà. Hiu hiu, cảm giác lạnh lạnh. Nó được trải nghiệm. Trải nghiệm tận mắt luôn nha. Tại vì mẹ chị đi rồi, mọi người đi rồi. Dạ. Nó rất là khác. Và mình coi trên YouTube thì nó khác là mình đi thực tế á. Ở ngoài không khí ở mình đi thực tế á, cái hoàn cảnh thực tế nó còn khác. Nhất là hít được cái không khí. Đúng rồi, chị trải nghiệm được cái cảm giác nó thực tế, còn mình coi là chỉ thấy cái hình thôi. Mát này kia đâu nữa. Mà em thấy lạnh rồi đó nha. Chị thấy mát quá. Nếu mà lạnh á, nếu mà lạnh là mình chấp nhận hơn, mình nên là năng động chút xíu, nhảy tưng tưng hay là mình chạy lên chạy xuống cầu thang nữa. Nó hết lạnh. Nó chỉ mát thôi. Quá wow, đã quá em ơi. Xíu nữa là bắt đầu lên đèn rồi cả nhà. Xíu nữa là thấy đèn nhiều hơn. Chụp hình không? Giờ này chị chụp còn thấy chứ lát là tối thui á. Hai chị em mình đứng đây nè. Để mình cho cả nhà ngắm cảnh ở trên núi Cấm vào buổi tối nha cả nhà. Đây là trước tượng Phật Di Lặc nè. Xíu nữa thì mình sẽ vô trong, còn bên đây là phía ngoài. Giờ này là 6:40 ra nha. Ở dưới là mọi thứ bắt đầu nhộn nhịp nè. Đèn đã lên và mọi người hát karaoke nhộn nhịp luôn. Những cái đèn mà trên vách núi là những ngôi nhà ở trên đó cả nhà. Những ngôi nhà trên đó. Còn dưới bờ hồ thì khỏi nói rồi, nhà dưới bờ hồ là mênh mông luôn, dưới bờ hồ cũng có mở đèn.
giờ mình sẽ dẫn cả nhà vào bên trong ông Phật Di Lặc. Đây ở dưới cái bức tượng Phật Di Lặc đã được hoàn thành hết cả nhà. Chỉ có cái là ở cái đường mà đi lên rốn của ông Phật thì chưa hoàn thành, nhưng mà ở dưới thì đã hoàn thành hết rồi. Đây, chia tay với ông Phật Di Lặc, mình dẫn hai chị qua bên chùa Phật lớn để lễ bái. Sẽ dẫn hai chị đi giáp một vòng Hồ Hỷ Liêm luôn. Ở bên kia hồ hát cao kê quá trời hát luôn cả nhà. Phía đây mình nhìn qua chùa Phật lớn nè. Giờ mình quẹo bên tay trái của mình là cứ đi thẳng qua là qua tới chùa Phật lớn. Nước nó rút rồi cả nhà, rút xuống cũng nhiều lắm luôn á, quá mát. Nếu mà mùa mưa là nước đâu lên tới đây luôn nè. Nước lên tới trên này luôn hả? Dạ, chỗ dưới này nè, lớn lắm á chị. Giờ nước nó rút mà lộ ra cái chân cột phía bên kia kìa. Tới nhà mà ở sát nhà mơi mình là mình lên trên tới mấy cái nhà đèn cao cao đó. Dạ. Chớp đó đúng không? Chưa mà mình thoải mái được nào, không có lo gì quá hết. Đây là bán đồ chơi cho trẻ em cả nha. Đồ chơi, đồ lưu niệm rồi nè. Giờ này mọi người dọn hay chải chơi Tết á, như ngày bình thường là giờ này thấy dọn mất tiêu rồi. Cái này không bán đồ. Kiếm mua một cái móc khá nè. Chị đang lửa gì vậy? Con heo. Cái này mình, nó quay quay được ha. Con này con gì chạy? Con này con tạp hay con chó ta? Con tạp. Con chó. Con heo có làm tiền cho ta. Ê, có con nhỏ, con này cá nhiêu vậy? Cái nào chị? Cái này nè, cái loại này với loại này nhiêu, cái bằng đồng nó 70. Cái này 70. Cái bằng đồng. Cái này, cái đó 45. Cái chị, cái bên đó là 70 đó hả? 70, cái này 45. Cái này nhẹ hơn. Cái này nhẹ nè. Cái này bằng cây á, bằng mũ á. Kiếm con heo cho mình. Con chị coi con gì vậy? Nó giống à, hình Phật mà. Cái này là hình Phật hả? Có con trăng. Con trăng cười lắm. Con heo này. Này bằng đồng hay vậy? Cái móc khóa đó nhiều cái em gái. Cái nào? Cái tay của chị đó, cái móc cái đó. Ờ đúng rồi. Cái này như ngọc. Ở nhiều quá. Nó còn cái bên đây. Cái này là con mèo đó. Cái này. Cái này là mèo hả? Hồi nãy chị thấy con mèo bỏ nè. Cái nhẹ nè, cái nhẹ nó đẹp chị thích. Chị cũng thích nhẹ. Làm móc khóa nó nhẹ nhẹ, nó có bị nặng gỗ quá xe. Hay, hay trời, hay. Cái gì mà có một loại sim sim gừng nó nhỏ hơn, cái màu nó đẹp hơn mà nó khác gì. Cái đó em không biết nữa, để nhận sim mày thôi. Ủa em nhập ở đâu vậy? Dạ. Dạ, dạ, đó. Sim tím. Sim
kia thời tiết nó trồng xanh lắm. Ở dưới trồng được không ạ? Dạ được, trồng được nắng nhanh rồi. Xin này đẹp nè, mọi người lên muốn mua trồng thì trồng. Không, mà ở dưới cũng có bán nghe, cả nhà lên trên núi mua đem xuống là mà. Bé gái mới nãy nói ở dưới Châu Đốc đó. Bé gái nhập ở Châu Đốc về lên đây. Còn cái mà tự nhiên mình lên đây mình mua mình đem xuống lại. Dạ, thoải mái ha. Bên đây là bán bánh xèo luôn nè cả nhà. Hủ tiếu, cơm. Đây, mình đã dẫn hai chị tới chùa Phật lớn rồi cả nhà. Đây phía trước này mọi người rất là đông luôn. Phía trước này có hai cái miếu nhỏ. Mình nhớ coi, một bên là thờ Vạn Ban Ngũ Hành, nhưng một bên là thờ gì ta? Một bên thờ Ngài Quang Thánh Đế Quân, và một bên là thờ Vạn Ban Ngũ Hành với mẹ Diêu Trì Địa Mẫu. Phía trước đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây, phía trước này có cái tượng của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cả nhà. Không khí giờ là rất mát mẻ luôn cả nhà. Ở đây mình nhìn thấy được tượng Phật Di Lặc bên kia kìa. Để dẫn cả nhà vào trong chánh điện. Vô trong chánh điện mình nhìn tham quan sơ quan cái nha cả nhà. Bên tay trái là thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, phía trước này là chánh điện là Phật Thích Ca. Thôi xin phép cả nhà đi khắp quê hương tắt máy lễ bái nha cả nhà. Ca Mâu Ni cũng có ngồi ở phía ngoài đây nữa cả nhà. Mình tưởng là ở trong chánh điện không chứ ngài ngoài đây nữa. Mình ít có qua cái hướng bên đây giờ mới thấy ngài. Để mình lễ bái ra. Phía trong đây là chỗ mà mọi người nghỉ lại qua đêm nè cả nhà. Chỗ này trong đây là chỗ nghỉ miễn phí á. Rồi những cái clip trước mình có giới thiệu qua rồi cả nhà. Thì cả nhà có cần thông tin thì có thể xem lại các clip trước. Đây chỗ mọi người ngủ tập thể, ngồi có thể chia mùng màn chiếu gói ra ngủ từng góc riêng. Phía sau này cả nhà. Thôi cả nhà có muốn biết thêm thông tin về chỗ ngủ thia ngủ ngủ lại qua đi mà miễn phí ở chùa Phật lớn thì cả nhà có thể xem lại các clip trước của đi khắp quê hương nha. Giờ mình chỉ giới thiệu sơ ngang thôi, tại những cái địa điểm này là những cái clip trước mình đã giới thiệu chi tiết hết rồi cả nhà. Giờ mình dẫn hai chị đi qua bên vòng qua chùa Quảng Linh để lễ bái.
Mình sẽ dẫn cả nhà đi xuống, đi bọc ngược trở lại nha, đi qua cây cầu tình yêu bên kia, xong mình sẽ đi lên trên chánh giữa Hồ Hy Liêm. Hồ Hy Liêm xong rồi mình sẽ về chùa Vạn Linh để lễ bái bên đó nữa. Quá ui thổi thổi nó mạnh mạnh lên nữa. Nước năm nay rút hơi nhiều cả nhà, rút xuống sâu xuống dưới đó luôn rồi kìa. Bình thường là nước ngập lên móng giữa chân cầu này nè, nhưng giờ nó rút cạn xuống lộ chân cầu, rút tới móng ga giữa hồ luôn. Lúc đó chắc không ngày Tết ha. Hiện tại là mình đã đứng trước cái hồ Hy Liêm cả nhà. Khu vực này hồi xưa hồi Tết là tổ chức hát với nhau nè. Ngay đây là ngay cái công viên hồ Hy Liêm luôn. Phía bên kia sẽ đi về chùa Vạn Linh. Phía trước này là cái nhà trọ với chỗ bán đồ ăn Thanh Bạch tất cả nhà. Còn cái hướng này mình sẽ đi lên Dò Bồ Hông. Sáng mai mình sẽ đi hướng này lên Dò Bồ Hông. Đây là cái cảnh quan buổi tối trên đỉnh núi Cấm vào tháng Giêng cả nhà, cuối tháng Giêng. 22, 23 gì phải không? Cũng gần hết tháng Giêng rồi, là gần hết Tết rồi. Rồi qua vài tháng sau có thể là khách sẽ lai gai lại không đông như mấy cái tháng Giêng này cả nhà. Đây giờ mình sẽ dẫn cả nhà vào bên trong chùa Vạn Linh để thắp nhang nha. Ở phía cái đoạn hồi nãy là mình không có ghi hình được là quá chèn người ta mở nhạc á, mình ghi hình sẽ dính bản quyền. Giờ lên đây là yên tĩnh lại đó cả nhà, vô khu vực của chùa lại nên yên tĩnh lại. Ở dưới quay lên, ở trên quay xuống. Khóa lại cả nhà. Bình thường nếu vào ban ngày á, mình sẽ đi lên được các cái tầng tháp này, 7 tầng tháp này. Cho buổi tối khóa lại rồi, mình chỉ được chiến mẹ Quan Âm ở dưới đây ha. À, mẹ cõi rồng có thể là, chắc mình nghĩ là mẹ Nam Hải. Còn phía bên đây là cái chánh điện của chùa Vạn Linh này cả nhà, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đi mình vô đây đẹp lắm nè chị. Tổ xong cái mình lên trên lầu đẹp lắm. Ở đây là Đạt Ma Sư Tổ. Phía trong là chư vị, các vị chư tăng đang tụng kinh.
Anh em mình ra ngoài đây đứng hóng gió cả nhà. Cảnh ở đây cực kỳ đẹp luôn. Thì gió hiện tại là thổi ù mát quá mát. Đi cúng nhiều quá, mấy chị em ăn đồ tương luôn. Đây là chả đòn với tàu hủ nè cả nhà. Mắc hình miếng nghe quý vị. Một miếng đó nằm trên tay em nghe quý vị. Ngon không chị? Béo không? Ngon, ngon. Béo không? Mùi gầm gầm thơm thơm mấy anh. Có tiêu với có... Gà gió, có... ở Thịt Giá đó, chị cũng hay ăn món này lắm. Ở quán cà phê, chị gọi quán cà phê phải không? Cái xe tàu hủ nó đi ngang đó. Là nó gà gà, nó chín chị rồi. Nên đi ăn nè, ở Bờ Hồ nè. Tại vì á nó hay chạy xe gần gần đó, nó yeah. Nó từ từ, còn chị ngồi gần gần cái méo ngoài lộ á, mặc dù đem vô hai miếng hai người bạn ăn rồi cái đồ hủ của chị. Dưới đó với trên đây có gì khác không chị? Ở dưới mềm hơn, ở đây nó hơi cứng, hơi dai hơn á. Có dài không? Ở đây nó mát hơn mà, không nó trong lạnh. Cái cảnh á, cảnh sướng hơn. Cảnh chiêu hơn. Cái cảnh sướng hơn. Đây ngắm cái hồ, ngắm tượng Phật Di Lặc bên kia luôn cả nhà. Có lẽ mình kết thúc clip đi dạo quanh hồ Thủy Liêm buổi tối luôn cả nhà. Bây giờ mình đang đi quay trở về nhà trọ Kim Cúc lại. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi clip của Đi Khắp Quê Hương nha. Mong nhận được một đăng ký, một like và để lại một comment để mình có thêm động lực cho những video tiếp theo. Thì sau khi đi viếng các ngôi chùa quanh hồ Hy Liêm thì mình có với mấy chị có ghé ăn với uống nước thì xong rồi giờ bây giờ là đi về nhà trọ nghỉ lại cả nhà. Rồi chúc cả nhà có một buổi tối xem video clip của Đi Khắp Quê Hương thật là vui vẻ và ý nghĩa nha. Tạm biệt cả nhà.